Này cậu ơi, cậu kiếm ai vậy? À, không có gì ạ. Ngon không con? Có. Ừ. Alo. À, vâng. Vâng, em nhớ rồi ạ. Chào. Con chào chú ạ. Xin lỗi, có phải đây là phòng của bé Kiên, con của chị Hân không? À, vâng, em là Hân đây ạ. Tôi là bạn của cô Thủy. Nghe tin cháu bị bệnh cho nên đến đây thăm. À, quý hoa quá, mời chị ngồi ạ. Cháu thế nào rồi? Cháu nó bị viêm phổi mãn tính, phải mang xuống đây cấp cứu chị ạ. Thế Thủy đâu? Thủy mấy hôm nay bận, bạn trai bị tai nạn, thế là phải qua đấy trông nom. Tối về thì trông cháu rồi ngủ tại đây ạ. Thế Thủy là gì của em? À, Thủy là cô em bên chồng ạ. Thế Thủy làm nghề gì nhỉ? Chỗ bạn bè. Nhưng mấy cái việc đó là việc tế nhị, cho nên hỏi cũng ngại. Vâng. Thủy vừa mới ra trường, đang làm kế toán ạ. Thực ra thì tôi cũng có chút việc bận, nhưng mà nghe nói là cháu bệnh, cho nên là tranh thủ qua đây thăm cháu. Có cái này, gửi cho gia đình để lo cho cháu. Em không dám ạ. Nhận đi. Dạ. Ừ. Thế hai mẹ con em cảm ơn chị ạ. Chồng cháu rất là dễ thương, nhưng mà có vẻ không giống mẹ nhỉ? Dạ. Chắc là giống bố. Dạ. Thôi. Này, con mau hết bệnh nhé. Ừ. Chào. Chào cô đi con. Chào cô ạ. Mẹ ơi, sao chú là con trai mà lại nói giọng con gái hả? Là cô đây, không phải là chú đâu. Anh Tý sao? Tạm thời một mặt ta cứ để cái Lam tận dụng cơ hội tiến sâu vào Văn Linh, thậm chí có thể vào làm việc trong đó luôn. Mặt khác, cử thằng Triều đi dựng gia tiên tiền tổ mấy đời của lão Đức và tên Tú lên. Bây giờ phải tập trung vào lý lịch thằng Hùng bác sĩ. Chắc chắn nó vào viện, nó phải nộp giấy tờ tùy thân. Anh nói đúng. Rút thằng Triều ra làm việc này. Việc bọc lót cho cái Lam giao cho thằng Thắng. Chỉ đạo cái Yến bám sát hoạt động của thằng Sơn. Rõ. Sao em lại ngồi lên một mình? Thế hai người kia đâu? Đi ăn rồi. Sao em không đi ăn? Em chờ anh đấy. Anh đấy, ngốc vừa vừa thôi. Anh ngốc thật đấy. Anh xin lỗi. Không. Thế bây giờ phải làm sao?
Không biết. Anh biết rồi. Dạ em nghe. Vâng. Em biết rồi ạ. Chuyện gì vậy anh? Sếp Hà gọi. Sếp nói tạm thời rút anh ra làm việc khác. Thời gian tới, mọi người ở đây chủ động mọi việc theo kế hoạch. Báo cáo về nhà hàng ngày là được. À, giấy tờ tùy thân của Tây Hùng em vẫn giữ chứ? Này, trong đầu anh không có cái gì ngoài công việc hả? Không có chỗ nào cho em hết đúng không? Có chứ, nhưng mà công việc không thể không nghĩ tới. Ơ, em làm sao thế? Anh lại sai gì à? Không có sai gì hết. Ngoài việc... Việc gì? Hồ Như Ngói ý. Anh biết là anh không lãng mạn được như người khác. Có bao giờ anh tự hỏi mình là em muốn điều gì không? Con gái bọn em phức tạp lắm. Em đi đâu đấy? Em đi ngủ. Ngày mai con vào viện sớm. Em mệt thì cứ ngủ đi nhá. Mà nhớ chụp hình giấy tờ của Tây Hùng gửi qua Zalo cho anh nhá, cần gấp đấy. Em ngủ ngon.